Question, ok. Xin chào các bạn đã đến với các video chia sẻ của mình. Hôm nay thì mình sẽ không nói về thanh nhạc. Mình sẽ không giảng dạy thanh nhạc. Nhưng mà mình nói về một cái chủ đề mà dạo này rất là gây cấn ở Việt Nam và trên thế giới. Đó là đại dịch Corona. À, thì cái đại dịch Corona nó là một cái mình nghĩ là nguy hiểm, rất là nguy hiểm và rất là lớn với thế giới. Và hiện tại bây giờ á, mà nó nôm na ra, mình nói mình hay cái là Việt Nam hay, thật ra rất là hay ở chỗ là có thể kiểm soát được cái đại dịch đó, quá xuất sắc luôn. Nói chung là tinh thần yêu nước dân tộc bộc lộ nên cái tự nhiên cảm thấy nó vui vui. À, và sau cái vụ mà hôm qua á, là ngày 6 tháng 3 năm 2020 á, là có cái ca bệnh nhân thứ 17 là đi từ nước ngoài về rồi. Vô cùng thì mình cũng có tự nhiên mình cao hứng, mình cũng muốn chia sẻ một những cái quan điểm của mình trên cái mặt gọi là đóng góp và tích cực nhất đó, để cho mọi người có một cái góc nhìn thôi. Nó chỉ là chia sẻ một cái góc nhìn của mình về cái vấn đề về đại dịch, cái mùa đại dịch Corona này. Nó ok. Thì đại dịch Corona, cái tiêu đề sẽ là mùa dịch Corona chưa hết, người Việt Nam nên lưu ý. À, con virus Corona không quá nguy hiểm. Nó có thể điều trị được. Đó là những gì mà đất nước Việt Nam và các quốc gia trên thế giới đã chứng minh. Là rất nhiều người Việt Nam ta thì thôi là quá giỏi rồi, 16 trên 16. Rồi các nước trên thế giới thì nước đều có những bệnh nhân đã khỏi bệnh. Nhưng mà con virus này nó rất là nguy hiểm, nó vẫn rất nguy hiểm, chứ không phải là nó không nguy hiểm. Bởi vì hai yếu tố, nó là một loại virus, chủng virus mới, nó là đột biến gen. Đột biến gen, vì vậy mà các mới nên cái vaccine của nó không có đủ để cung cấp cho không có, thứ nhất là không có, thứ hai là không có đủ để cung cấp cho cái việc gọi là điều trị. Và cái ghê gớm nhất là cái mức độ lây lan của con virus này nó cực kỳ nguy hiểm. Mình thấy nó nguy hiểm ở cái chỗ gọi là nó lây lan trong lúc ủ bệnh luôn. Nó lây lan qua đường giọt bắn, qua đường giao tiếp, trong lúc ủ bệnh luôn, là chưa có phát triển, chưa có thấy được cái dấu hiệu của cái bệnh nó như thế nào, chưa có dấu hiệu luôn. Mà nó ủ bệnh tới 14 ngày đó, mình nghĩ là 14 ngày, bữa mình có nghe là 14 ngày, không biết có nhiều hơn hay không, thì có đó, câu chuyện đó thì các bạn cứ comment bên dưới nha. Thì nó một cái số ngày rất là ghê, gần cả nửa tháng trời chứ không phải ít đâu. Nó ủ bệnh mà mình không biết luôn. Đó, thì trong cái giao tiếp hàng ngày như vậy thì nó sẽ tiếp tục, nó vẫn lây. Nó lây trong quá trình ủ bệnh luôn. Đó là một cái kinh khủng khiếp, là ở một cái mức độ lây lan của nó nhanh đến như vậy. Và chứng minh ở Vũ Hán, các quốc gia trên thế giới là cũng tiên tiến, công nghệ cỡ nào, y tế cỡ nào, xây chuyển không kịp với nó. Đó là cái mức độ nguy hiểm của con virus này. Đó, thì cái câu chuyện của bệnh nhân dương tính thứ 17 với Corona tại Việt Nam thì là một cái bài học rất quan trọng cho mọi người. Là chúng ta không nên lơi lỏng với ý thức tự bảo vệ của mình trong mùa dịch này. Lơi lỏng với ý thức tự bảo vệ trong mùa dịch này, khi mà dịch bệnh vẫn còn luôn xung quanh ta và các nước khác. Dịch bệnh vẫn còn luôn xung quanh ta và các nước. Khi nào chúng ta được lơi lỏng, chúng ta được thoải mái, chúng ta được vô tư, chúng ta được hát hò giống như là học thanh nhạc đi các bạn ơi, ví dụ vậy đó. Thì khi mà mùa dịch này kết thúc, mà kết thúc trên toàn cầu, chứ không đơn giản là chỉ kết thúc ở Việt Nam. Nên cái này chúng ta không nên lơi lỏng, và chúng ta phải thực sự là chú ý, để ý vấn đề này. Thì tôi có một trong cái mùa dịch này thì tôi có ba cái lời khuyên đến mọi người thôi. Một lời khuyên trong sự chân thành và trong sự tích cực nhất để có thể là đóng góp được cho
tinh thần cho mọi người cảm thấy tự tin hơn, vân vân ha, với chính mình, ok, và với quốc gia của mình tự tin hơn. Đó là chúng ta nên bật cái chế độ gọi là tinh thần đó, toàn dân chống đại dịch corona, cái slogan ha, thông điệp đi, tinh thần toàn dân chống đại dịch corona, cái này hay đó, thì chúng ta phải bật cái đó đi. Thì thứ nhất, điều thứ nhất tôi khuyên các bạn luôn là hãy nên suy nghĩ lạc quan hơn, các bạn trẻ và tất cả mọi người nếu xem video này, không? Suy nghĩ lạc quan hơn, đó là 16 người dương tính ở Việt Nam chúng ta còn xử lý được nữa mà, thì rủi ro thay rủ thay thì chúng ta có thêm một ca nữa thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ xử lý được thôi, tại 16 ca xử lý được thì thêm một ca nữa thì cũng không có khó khăn gì đâu. Nên các anh chị, bạn bè, cô chú bác thì cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, để vấn đề đó cho Bộ Y tế, cho nhà nước và những người có chuyên môn, có thẩm quyền người ta xử lý. Đừng có lo, trên tinh thần là phải luôn luôn lạc quan, luôn luôn bình tĩnh, đừng có hỗn loạn. Các bạn đang bị hỗn loạn, tôi thấy có nhiều cái tình huống mà các bạn phải rối ra chạy đi siêu thị rồi hốt hàng này nó, ôi trời ơi, chi vậy? Từ từ bình tĩnh, khi mà chúng ta kiểm soát được chính mình, chúng ta kiểm soát được cảm xúc của mình, chúng ta kiểm soát được hành vi, từ đó chúng ta kiểm soát được hành vi của mình, thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội để chúng ta kiểm soát cái con virus này. Chúng ta chưa có kiểm soát được mà chúng ta cứ hoảng lên này, lúc đó con virus nó cơ hội, nó thời cơ, nó vô, nó hốt mình luôn. Thì cái đó là một cái là chúng ta phải tập cách lạc quan, kiểm soát tinh thần, kiểm soát hành vi và kiểm soát chính mình. Cái đó nha, các bạn cứ từ từ bình tĩnh, đừng có gì phải vội hết. Và cái thứ hai là mình phải nâng cao được ý thức bảo vệ bản thân mình và những người xung quanh, phải nâng cao được điều đó. Đó là tôi khuyên, lời khuyên chân thành luôn là nếu như chúng ta có nghi ngờ mắc bệnh, hãy tự cách ly. Nếu như chúng ta nghi ngờ, chúng ta tự nghi ngờ mình á, hãy tự cách ly và kiểm tra kỹ hơn và chủ động đến các cơ quan y tế gần nhất nếu như có dấu hiệu trở nặng. Nếu như có dấu hiệu là chúng ta trở nặng về căn bệnh này, thì đó là cái mà nghi ngờ là sao? Nghi ngờ là ví dụ như chúng ta đang bị viêm họng, cảm, sốt, sổ mũi, vân vân, thế đó vấn đề, đó là những cái dấu hiệu đấy, thì chúng ta phải tự biết cách ly. Mà nếu như nó trở nặng thì chúng ta phải đến các cơ quan y tế. Còn cái nghi ngờ thứ hai là chúng ta đi từ vùng bệnh, đi từ vùng gọi là vùng có dịch bệnh trong đó, thì các nước trên thế giới giống như cái câu chuyện mà bệnh nhân thứ 17 đó, thì các chúng ta phải ý thức được là vừa bước xuống máy bay là chúng ta đi, nếu mà may mắn thoát ra khỏi cái việc gọi là kiểm tra thì chúng ta cũng nên phải đi kiểm tra, cỡ nào chúng ta cũng phải kiểm tra hết, chứ đừng có nói chuyện mà mình kỹ chứ, mình ý thức được điều đó để mình bảo vệ bản thân mình và bảo vệ những người xung quanh mình. Thấy không, cái bài học của cái bạn bệnh nhân thứ 17 là đó là một bài học lớn luôn của mỗi người dân và ý thức mỗi dân luôn là như vậy. Ok, rồi vô tiếp. Rồi, ok, thì cái mình nói là cái ý thức tự bảo vệ mình và bảo vệ người xung quanh, thì đó thì mình phải biết khi mình có dấu hiệu nghi ngờ bất kỳ, mình đã hay là mình biết cái bạn đó mình có tiếp xúc rồi, tiếp xúc với bạn đó mà cái bạn đó tự nhiên đùng cái là mình biết ra là bạn đó đang có bị mắc bệnh, thì mình lật đật mình xách giỏ mình chạy đi mình kiểm luôn, chứ không cần phải ai mà nói tiếng nào hết trơn, nghe tin cái là tự ý thức liền. Tại bệnh này thật sự ra các bạn cứ bình tĩnh thì bệnh này nó không có chết người đâu. Cái khó khăn nhất của chúng ta đó, nó nguy hiểm ở cái mức độ của nó là mức độ lây lan quá nhanh. Chứ bệnh này nếu như mức độ lây lan được kiểm soát thì chắc chắn chúng ta có thể thoát được, chữa lành được là chuyện bình thường, bởi vì 16 ca trị được mà ở Việt Nam đấy, rồi còn nước ngoài thì còn bao la các ca trị được. Nên chứ quan trọng nhất là chúng ta phải kiểm soát được mức độ lây lan. Mức độ lây lan là được kiểm soát hay không là cho chính mỗi người dân của chúng ta, mỗi con người luôn, tôi nè, bạn nè, và tất cả mọi người phải có ý thức về cái căn bệnh này, cái con virus này, và ý thức tự bảo vệ mình bằng những cái hành động thiết thực và cụ thể. Thấy là cách ly đi, lỡ mà vô tình hay cách ly luôn, lỡ mà thấy được có dấu hiệu trở nặng là đi luôn, tự mình xách giỏ mình lên cơ quan y tế mình điều trị, mình kiểm tra mình đi, vấn đề bình thường thôi mình. Ok, vấn đề đó. Và cuối cùng là cái thứ ba là
tinh thần toàn dân đồng lòng bảo vệ mình và mọi người xung quanh bằng hàng loạt các giải pháp truyền thông đại chúng, và Bộ Y tế đã công bố rất là rõ rồi. Thấy không? Ngày nào Bộ Y tế cũng nhắn tò tí te vô máy. Rất là rõ là cách mà bảo vệ chính mình và cũng là bảo vệ những người xung quanh của mình. Thì nếu như chúng cái vấn đề thứ ba này tôi nói là các bạn, chúng ta phải có tinh thần đồng lòng và toàn dân chống đại dịch corona, là mỗi người, mỗi cá nhân đều phải có những cái ý thức rất là rõ. Thì tôi cũng tin rằng là nếu mà chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta đặt được tinh thần đó, ba yếu tố này, thì chúng ta, tôi tin rằng là con virus này nó cũng không thực sự đáng sợ, và chúng ta sẽ kiểm soát được nó và chúng ta sẽ vượt qua được tất cả. Tại vì thực sự là đối với mình, đối với con virus này thì thực sự đối với chúng ta thì nó cũng không phải là gì nó quá lớn đâu. Tại vì nói về cái lịch sử hào hùng của người dân Việt Nam thì khỏi nói đi, gìn kháng chiến và bảo vệ gìn giữ dân tộc khủng khiếp hơn thế này rất là nhiều. Ngày xưa công nghệ y tế, tiền bạc, lương thực, cái gì nó cũng thiếu, mà chúng ta vẫn còn thắng được những cái trận đấu cực kỳ lớn và hoành tráng, ghi đến lịch sử Việt Nam. Thì con virus này nó không có khó khăn gì đâu. Quan trọng nhất là cũng như ngày xưa, tinh thần toàn dân chống giặc ngoại xâm, thì bây giờ là tinh thần toàn dân chống đại dịch corona. Phải có, mọi người phải có, phải bật được cái ý thức đó, thì tôi tin là mọi thứ cũng sẽ tốt hơn đó. Thì một câu chuyện ngoài lời chút xíu là tôi thật sự là tôi chia sẻ ở góc độ câu chuyện kể của tôi thôi. Là tôi có một cái căn bệnh nghe căn bệnh thì ghê quá. Tôi có một cái căn bệnh gọi là bệnh kinh niên, bệnh thâm niên của tôi, đó là bệnh viêm mũi dị ứng, viêm xoang. Đó, nó dạng như vậy. Thì tới một cái giai đoạn rồi mà một thời tiết mà nó thay đổi thôi, nóng lạnh nó thất thường, nó thay đổi khí hậu thôi, là người tôi nó báo hiệu luôn. Thứ nhất là viêm mũi, nhức đầu, viêm họng, có thể cảm triệu chứng cảm. Đấy, ngày xưa thì cái đại dịch này chưa có, thì tôi mỗi lần mà bị cái đó thì đương nhiên là không có lo gì hết. Thì tôi chỉ cần trị nó bằng cách đó là dây sẵn là giới thiệu luôn cho mọi người để luôn, là cái này hũ mật ong chanh đào ha, quay cái mạc đi, công ta nói mình quảng cáo hay là cái gì đó. Không, tôi chỉ bằng cái này thôi. Mỗi lần tôi viêm họng, ngày xưa tôi viêm họng tôi uống thuốc tây không hết, thuốc tây cỡ nào không hết, cái tôi chuyển sang chế độ tôi thử cái này, cái tôi thử mật ong chanh đào thì tôi thấy rất là tốt, trị cảm và tăng đề kháng, thì tôi không rất là thích. Rồi tôi chỉ trong vòng có 2 ngày là tự nhiên nó suy giảm cái đó liền. Và hiện tại bây giờ tôi cũng đang có chuyện ngứa cổ, rồi cũng viêm mũi này nọ. Cái triệu chứng này là cái triệu chứng thường niên của tôi. Nhưng mà lúc đó là chưa có corona đại dịch. Tự nhiên giờ có đại dịch rồi, cái người ta thì tôi rơi vào trong cái tâm lý của mình cũng hơi lo gì đó đó. Không, sao lo vậy? Không biết là mình có sao không? Cái thì thực nó là cũng là một căn bệnh thường thôi. Thường xưa ngày xưa là một tháng là lúc nào tôi cũng làm lần hai lần hết, tại thay đổi khí hậu Việt Nam nó thất thường lắm, nắng mưa vậy đó, nóng lạnh gì nó làm cho người dễ bị dị ứng viêm mũi. Rồi thì từ đó cái tôi cũng thấy cũng nghi là cái tôi tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân mình bằng cách là tôi điều trị. Tôi khi mà giao tiếp với người khác vân vân thì tôi cũng nên ở một cái cự ly nhất định và đeo khẩu trang vô ha. Đấy, mình không phải là mình lâu lâu rồi mình cũng ặc cái tại mình ngứa cổ đó, cái xong rồi cái thì mình cũng nghĩ là mình, người ta cũng ngại giao tiếp với mình, vì vậy là mình phải hạn chế cái việc giao tiếp với người khác lại, hạn chế lại luôn, hạn chế ra đám đông ha. Để nói chung là để kiểm tra khoảng 1-2 ngày xem coi, thì mình vẫn cứ điều trị tại nhà bằng liệu pháp cũ. Mà mình uống có, nãy giờ mình uống được 2 muỗng này nọ là mình cũng thấy nó hết ngứa cổ rồi, hết cảm giác rồi. Người nó có nhiều sinh lực hơn, tại mật ong mà nó tăng đề kháng cơ thể á. Đó, thì có bạn nào bị cảm cúm thì cũng có thể sử dụng cái này ha. Rồi các bạn mà học thanh nhạc á, các bạn học thanh nhạc mà thí dụ hay bị cảm hay là hay bị ho này nọ đó, thì mật ong chanh đào rất là có lợi. Nếu mà gắng tập uống đi, có người cũng dị ứng mật ong lắm, tôi không biết sao mà tôi không có dị ứng, tôi giới thiệu vậy thôi. Đó, thì
cố gắng là làm sao mà đừng có hoảng loạn và tự cách ly và kiểm tra xem như thế nào, là xem có từ từ rồi tìm đến bức quá thì vô trong trong ngồi vô chút xíu không sao hết. Đó, thì đó là luôn luôn phải nhớ giùm tôi ba cái lời khuyên giùm tôi là cố gắng đi, là mình tinh thần đoàn kết dân tộc ha, toàn dân chống đại dịch corona. Đầu tiên là lạc quan, thứ hai là phải nâng cao được cái ý thức của mình, và cái thứ ba là đẩy được cái tinh thần toàn dân chống dịch. Rồi ok là vậy, mọi thứ sẽ kiểm soát cái mức độ lan truyền của nó lan nhanh quá, lan rộng quá thôi. Còn lại mỗi người không chỉ là quốc gia, không chỉ là nhà nước, không chỉ là chính phủ vân vân, không chỉ là không là gì cái quận huyện, những người đó mới có trách nhiệm. Mà thực chất ra khi mà đại dịch thì người dân là người khổ nhất. Người dân thì chúng ta biết chúng ta là tâm điểm của cái sự nguy hiểm, đúng không? Thì chúng ta phải tự ý thức bảo vệ mình trước, sau đó là tới các đoàn thể, các tổ chức và những quốc gia đó, thì gọi là tinh thần đồng lòng nó là ở đó ha. Ok rồi, mọi người chúc mọi người luôn vui vẻ, nói như vậy thôi, đơn giản rồi. Sau chúc mọi người vui vẻ và cùng bà tiếp tục rồi cùng nhau chúng ta chống dịch ai cũng vậy, và vượt qua đại dịch này càng sớm để mọi người có thể quay trở về nguồn học tập và làm việc và phát triển cái niềm vui của mình, đam mê của mình, như là đam mê ca hát mình vậy, ca hát đó đó, để mọi người có thể tiếp cận và tiếp tục và phát triển cái sự nghiệp, cái đam mê của mình trong cuộc sống. Thôi xin chào, cảm ơn mọi người đã xem video và chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc và bình an trong mùa dịch corona. Bye bye. Ok.